Ok các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách ghi sổ số Vietlott trực tiếp tại quầy Vietlott nha các bạn. Thì khi mà vào quầy thì đa số là mình hay ghi cái dạng sổ cái giải Vietlott Mega 6/45 với lại 6/55 này này. Hai cái giải nhiều tiền nhất này này. Thì hôm nay thì ở quầy đây thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách ghi chơi sổ số Vietlott. Thì đây là đang là giải 6/45 thì cách ghi nó cũng như giải 6/55 thôi. Cũng chọn vào 6 bộ số. Đó thì đầu tiên thì mình sẽ ghi về cái giải 6/45 này. Đó. Thì các bạn có thể thấy là ở đây là mình đang cầm cái tờ ghi Vietlott chọn số nhá. Thì đối với giải 6/45 ấy thì tức là các bạn sẽ chọn vào 6 bộ số từ 1 cho đến 45. Thì trong cái từ 1 đến 45 này các bạn chọn ra 6 bộ số thì 6 cái bộ số đấy thì sẽ quay ra. Khi mà giải quay ra thì 6 cái bộ số của các bạn chọn ấy là sẽ phải trùng với 6 cái bộ số trong cái giải quay ra. Đó thì giờ mình sẽ ghi lấy 6 bộ số xong mình giải thích tiếp nhá. Đây tức là 6 bộ số thì đúng ra các bạn sẽ cầm bút chì, các bạn phải tô vào này để khi mà máy nó scan nó sẽ nhận diện tốt hơn nhá. Còn gạch như mình này thì máy cũng nhận diện được nhưng mà đúng ra là các bạn cứ phải tô vào như mình này nhá. Ok, thì mình đã chọn ra 6 bộ số như thế này. Thì như mình vừa nói nãy là tức là 6 cái bộ số này ấy, là các bạn sẽ phải khi mà giải quay ra thì sẽ phải khớp với 6 cái bộ số mà các bạn đã chọn. Đấy là giải 6/45 nhé.